sáng buồn ngủ mà bị dựng đầu dậy đi du lịch và cái cớ. Sáng sớm đang ngủ tự nhiên bị dựng đầu dậy bắt đi ra sân bay check-in buồn ngủ ghê. Khúc này lại đi ra phòng chờ máy bay buồn ngủ tiếp. Giờ ngồi đợi để lên máy bay nè. Buồn ngủ nữa. Được lên máy bay rồi vui quá. Nhưng mà vẫn buồn ngủ. Mới ngủ 2 tiếng tự nhiên tới được Malaysia rồi nè. Buồn ngủ tiếp. McDonald's ở Việt Nam không ăn, cái đi qua Malaysia ăn cũng ngon đó. Nhưng mà vẫn buồn ngủ. Check-in tháp đôi Malaysia nè. Đẹp quá hay là buồn ngủ tiếp. Khúc này là được ăn chiều nè. Cũng ngon nhưng mà hơi nhạt xíu. Nhạt quá nên là ngủ nữa. Ăn xong đi về khách sạn. Dĩ nhiên là phải đi ngủ tiếp. Ngủ sao lọt mẹ xuống giường. Đi tham quan thành phố. Trời xanh mây trắng trong lành. Thời tiết quá đẹp nên là buồn ngủ nữa. Khúc này đi tham quan nhà máy cao su tự nhiên nè. Vô toàn thấy nệm không ngủ tiếp chứ làm gì nữa. Gò gò giờ đi chơi vui lắm nè. Lên cáp treo nó đu mình lên núi. Được chơi mấy cái trò cảm giác mạnh như bên Disneyland vậy đó mọi người. Này là khu trò chơi trong nhà. Này là tàu lượn độc lạ Bình Dương nha. Tàu lượn này nó cho mình nằm chứ nó không có cho mình ngồi. Nó lượn mà cảm giác mình đang bay như siêu nhân vậy đó. Nhìn nó nhẹ vậy thôi chứ leo lên chơi xong là muốn bay luôn. Tiếp theo là tới mấy cái trò xoay xoay vòng vòng, xoay lên xoay xuống, xoay qua xoay lại là biết nó nhẹ cỡ nào rồi. Máy này là trò chơi nó chơi mình chứ mình đâu có chơi trò chơi đâu. Còn trò này là nó kéo mình lên xong nó thả mình xuống. Chết gì em ơi. Tao nói buồn ngủ cỡ nào chơi xong là hết buồn ngủ luôn. Cái gì vậy anh ơi? Hết buồn ngủ nhưng mà nó